sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Thành Hiếu Construction. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục phần cơ sở dữ liệu Pivot Table ở trong cái phần mềm Excel. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái bảng theo dõi vật tư nhỏ nhỏ như vậy. Các bạn để cái con chỏ chuột click vào một trong cái những cái ô ở trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Sau đó là các bạn nhấn vào cái nút Table ở cái menu Insert ha. Đó, như cái video trước tôi đã hướng dẫn. Rồi, ở đây thì sẽ tự động chọn cho ta một cái vùng dữ liệu. Rồi. Tự động là tick cái chỗ này. My Table has header. Các bạn đừng có bỏ nha. Tại vì chúng ta có header ha. Bảng của chúng ta có header. Ok. Rồi. Bảng này của chúng ta có thể đặt tên ha. Chúng ta có thể đặt tên vật tư. Rồi, sau đó các bạn vào Insert. Các bạn chọn Pivot Table. Rồi, tên vật tư mà chúng ta mới vừa đổi, New Worksheet, để cho chúng ta sẽ xuất sang một cái sheet khác. Ok. Rồi, tại sheet mới của chúng ta có thể làm những cái chi tiết. Ví dụ như chúng ta có thể là đưa cái khối lượng vào cái vị trí Drop Value Field here này, hoặc là ở dưới đây cũng được. Đó, các bạn muốn đưa vào vị trí nào cũng được, vào đây cũng được. Ví dụ như tôi đưa vào đây. Đó. Rồi, ở Column chúng ta có thể đưa cửa hàng. Và ở row này chúng ta đưa tên vật tư. Đó, như vậy là chúng ta có một cái bảng báo cáo rất là chi tiết. Chúng ta có thể là thay đổi theo cách mà các bạn muốn. Ví dụ như những cái ô này các bạn thấy trống đúng không? Rồi, các bạn muốn trống, các bạn muốn có thể là các bạn thêm cái số 0 vào những cái ô trống này cũng được. Các bạn click vào bất kỳ một cái ô nào trong đây. Các bạn click chuột phải, các bạn click vào Pivot Table Option. Tại dòng For Empty Cell Show, các bạn chọn dấu gạch ngang hoặc là số 0. Ví dụ như tôi muốn dấu gạch ngang chẳng hạn, hay là số 0 chẳng hạn. Ok. Như vậy là chúng ta đã điền tất cả số 0 vào những cái ô trống cho chúng ta. Ngược lại, các bạn muốn bỏ thì các bạn cũng click chuột phải, các bạn vào Pivot Table Option. Các bạn bỏ số 0 này đi. Và OK. Đó, coi như là trở lại ban đầu. Chỉ hiển thị những cái ô nào có giá trị. Rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chỉnh bằng cách là drop này thôi. Đó. Khi mà các bạn drop như vậy thì các bạn thấy nè, từng cửa hàng một có những cái vật tư của cửa hàng đó và có cái giá trị. Ví dụ như chúng ta không sum khối lượng mà chúng ta thêm thành tiền nữa vào câu này. Đó. Chúng ta có giá trị như vậy. Và đó là những cái cách. Thế thì cái cách này chúng ta drop
rap và rock là chúng ta là kéo thả rất là linh hoạt, cho nên là các bạn có thể là tùy chỉnh cái bản chi tiết của các bạn tùy theo cái nội dung công việc của các bạn. Ngoài ra thì nó còn thể hiện bằng cái pivot table này, còn cho ta thể hiện bằng cái biểu đồ pivot chart. Đây ví dụ như tôi nhấn vào cái pivot chart này ở cái thẻ analyze pivot chart. Đó, thì tại đây nó có rất là nhiều các biểu đồ, các bạn muốn sử dụng tùy loại cái biểu đồ nào thì các bạn chỉ cần click vào thôi. Ví dụ như nó có những cái biểu đồ kiểu này. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Có ví dụ cho chúng ta luôn. Đó. Khi mà chúng ta click vào là thể hiện cho chúng ta sẵn. À, ví dụ biểu đồ này chúng ta chỉ ok thôi. Đó, chúng ta có thể kéo cái đã mất rồi. Đó, chúng ta có thể kéo qua đây để chúng ta xem. Thì những cái gì bên đây là đều chúng ta có thể là chỉnh sửa, cũng giống như ở bên cái bảng này nha các bạn. Các bạn có thể chọn tùy chỉnh bên đây. Ví dụ như các bạn không thể chọn hết, các bạn chọn ví dụ như vài ba hoặc tư thôi. Đó. Thì cái biểu đồ của chúng ta và cái bảng của chúng ta bên đây, chi tiết của chúng ta trên đây cũng thay đổi theo. Ví dụ cửa hàng. Đó. Các bạn thấy rất là linh hoạt. Các bạn có thể thay đổi ở trên cái bảng biểu đồ này, ở trên cái pivot chart này, cũng như là ở trong cái chi tiết ha, các bạn chi tiết. Thì đó là những tính năng cơ bản của Pivot Table. Pivot Table nó còn nhiều cái tính năng cũng rất là hay. Chúng ta sẽ lồng ghép vào những cái ví dụ hoặc là những cái bài tập ở trong những cái video tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cơ sở dữ liệu chức năng Validation. Cái chức năng validation này thì tôi có một cái bảng ví dụ như cho các bạn thấy cái việc sử dụng cái chức năng validation như thế nào ở trong cái bảng này. Thì gọi là data validation là tính năng của Excel dùng để cố định cái dữ liệu của những cái ô tính được chọn. Ví dụ như ở bên cái bảng tra này thì người nhập đó, như chúng ta chỉ có thể điền những dữ liệu từ cái ô này thôi để tránh giúp sai sót và nhầm lẫn trong cái việc mà chúng ta gõ. Đó, từ đó thì chúng ta có thể là xử lý cái việc thống kê hoặc là tìm kiếm. Nó cũng dễ dàng hơn, nó cũng đỡ sai sót hơn. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ học cái cách mà tạo danh sách sổ xuống ở trong cái cell này qua cái tính năng validation. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái bảng tính toán kiểm tra sàn bê tông cốt thép rất là đơn giản như vậy. Thì ở đây tôi có cái bê tông cấp độ bền. Thì thay vì các bạn phải nhập ví dụ như B25 chẳng hạn. Đó. Rồi đó, những cái ô tiếp theo này, đó, những ô tiếp theo này thì nó sẽ tự động là nó chúng ta sẽ làm cái hàm để cho nó nhảy dựa theo cái ô này. Nhưng mà cái ô này chúng ta phải nhập thì nó rất là mất thời gian và nhiều khi là chúng ta nhập nó không có đúng. Đó. Và chúng ta sẽ không biết được là bê tông này có bao nhiêu cấp độ bền. Đó. Nếu mà chúng ta không có quen thì chúng ta ở bên này chúng ta có một cái bảng tra. À, cái sheet bên này chúng ta có bảng tra. Đây, từ B15 cho đến B60. Thì qua bên cái bảng tính sàn này thì chúng ta sẽ làm một cái danh sách để sổ xuống cho cái việc từ B15 đến B60. Rồi, chúng ta làm như sau. Các bạn click vào menu data.
tại mục Data Validation, các bạn chọn click mũi tên kế bên, các bạn chọn Data Validation. Thì tại bảng Data Validation này, thì tại cái mục ở dưới này, Allow này, các bạn chọn List. Rồi, tại cái mục Sort này, các bạn chọn đánh, click vào cái giống mũi tên lên nè. Rồi, sau đó các bạn click vào bảng Tra ha. Và các bạn kéo nè. Tại vì mình đang chọn là cái cấp độ bền của bê tông mà. Các bạn kéo ở bên cái ô tên này ha, cái cột tên này, kéo từ B15 cho đến B60. Sau đó các bạn click vào cái nút này, nút mũi tên xuống này. Và các bạn OK. Các bạn để ý trên màn hình chúng ta đã có một cái nút mũi tên kế bên cái cấp độ bền B25 của chúng ta. Đây. Và khi chúng ta click vào cái nút mũi tên này, chúng ta có thể chọn bất cứ độ bền nào đã có sẵn nha. Từ B15, B20 đến cho B60, ví dụ như ta chọn B45. Đó, khi ta chọn B45 thì mặc định là cái RB này cũng đã thay đổi theo. Là vì lý do chúng ta đã setup một cái hàm tìm kiếm cho nó rất là đơn giản. Đây, thì cái hàm VLOOKUP này đó, tôi đã cũng đã hướng dẫn ở những cái video trước đó, về Excel. Các bạn đó, xem những cái video trước thì các bạn sẽ biết được cái công cụ của hàm VLOOKUP này tìm kiếm như thế nào và cái cách thức mình lập cái hàm này như thế nào, cũng rất là đơn giản các bạn đó. Rồi, ví dụ như tôi chọn B30 đó, các bạn thấy rất là tiện dụng. Tương tự thì chúng ta sẽ làm cho cái cốt thép đường kính phi lớn hơn 10. Và chúng ta đặt vào cái ô mà chúng ta muốn làm cái danh sách mà sổ xuống ha. Ví dụ như chúng ta muốn làm cái ô này, chúng ta cũng click data, thì chúng ta đã click vào rồi thì cho nên là đã hiện ra rồi ha, cái menu data này. Rồi các bạn click vào cái data validation này, cái nút mũi tên kế bên, chọn data validation. Rồi tại allow này, các bạn chọn list, cũng tương tự các bạn click vào đây, các bạn click vào sheet bảng tra à. Ở đây ta có cốt thép đây à. Rồi các bạn click mũi này, các bạn OK. Đó, tại cốt thép là chúng ta cũng đã có một cái danh sách à, cho chúng ta chọn cái loại cốt thép à. Thì chúng ta mặc định chúng ta cứ chọn những cái cốt thép khác cũng được à. Mặc dù nó là cái phi lớn hơn 10 à, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái CB240 này à, chúng ta cứ lựa chọn mặc định là tắt tật 300V chẳng hạn. Rồi, tương tự ở cái cốt thép này chúng ta cũng tương tự vậy. Khi mà chúng ta làm cái danh sách sổ số này rất là tiện các bạn. Các bạn không có cần phải gõ đúng cái tên của bên cái bảng tra này. Đó, các bạn chỉ cần nhấn click vào đây thôi. Ví dụ vậy. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hành xong cái việc làm cái danh sách sổ xuống. Đó. Áp dụng cho cái việc mà chúng ta gắn cái vật liệu để chúng ta tính toán cốt thép. Thì tiếp theo chúng ta sẽ học cái cách thiết lập thông báo cái kiểu dữ liệu cho cái ô được chọn này. Ví dụ như ta có cái vị trí mà để nhập chiều dày sàn với lớp bê tông bảo vệ ở trong cái hai cái dòng này. Bây giờ chúng ta có thể thiết lập cái giá trị tối thiểu cho cái chiều dày sàn cũng như cái lớp bê tông bảo vệ này. Nếu mà nhập sai hoặc là nhập dưới cái giá trị tối thiểu đó thì nó sẽ báo lỗi. Rồi, ví dụ như ta có chiều dày sàn là 10 cm, thì ta sẽ cố định cái tối thiểu của nó là 4 cm. Rồi, ta làm như sau, ta cũng để cái click cho chuột vào cái ô mà chúng ta muốn thông báo. Rồi sau đó chúng ta vào, cũng vào data validation này.
chúng ta vào cái data validation, chúng ta tại cái allow này các bạn chọn là tất cả các số ha, full number. Rồi tại đây các bạn chọn lớn hơn greater than, ví dụ như ta 4 cm. Rồi ta nhập cho số 4. Kế tiếp ta qua các bạn input message tiêu đề, đây ta có thể chọn là chiều dài sàn. Rồi input message này các bạn có thể ghi chú, nhập chiều dài sàn lớn hơn 4 cm. Rồi các bạn ok, các bạn thấy không, khi mà các bạn click vào ô này thì có thông báo cho chúng ta luôn à, chiều dài sàn, nhập chiều dài sàn lớn hơn 4 cm. Rồi khi mà chúng ta nhìn vậy thì chúng ta sẽ biết rồi, chúng ta nhập 4 là không được rồi đó. Khi chúng ta nhập số 4 vô thì sẽ báo lỗi the value doesn't match the data validation restriction defined for this cell, đó sẽ thông báo lỗi cho chúng ta. Rồi 5 thì được đó, tối thiểu là 5 cm thì được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm cái tính năng thông báo nữa vào validation này, cũng nhấp vào cái ô đó nha, vào cái error alert này để chúng ta báo. Style này chúng ta chọn stop ha, là dừng luôn á. Còn qua đây này chú ý thôi, information này là thông tin, stop tiêu đề chiều dài sàn. Lỗi nè, lỗi nhập chiều dài sàn ở dưới đây là thông tin lỗi nè, vui lòng nhập chiều dài sàn. Bạn nè, bạn đã nhập chiều dài sàn nhỏ hơn 5 cm, vui lòng nhập lớn hơn 4 cm. Ví dụ vậy. Rồi chúng ta ok. Rồi chúng ta nhập 4 vô, enter. Đây sẽ hiện một cái thông báo lỗi cho chúng ta bằng tiếng Việt đàng hoàng luôn, lỗi nhập chiều dài sàn. Stop, biểu tượng stop, bạn đã nhập chiều dài sàn nhỏ hơn 5 cm, vui lòng nhập lớn hơn 4 cm. Đó, có nghĩa là các bạn nhập ít nhất cũng phải là bằng 5 cm thì mới được. Retry, nhập lại 5, enter. Ok, như vậy là chúng ta đã thiết lập thông báo xong cho cái ô này, dữ liệu này cho chúng ta. Cũng tương tự, chúng ta lớp bê tông bảo vệ này, chúng ta thiết lập cho nó luôn. Data validation. Bên đây, chúng ta chọn tất cả số. Cũng chọn lớn hơn. Chúng ta nhập lớn hơn 1. Ok. Chúng ta có cần ghi chú cho ô đó không thì chúng ta ghi đây. Còn nếu mà không thì chúng ta báo lỗi ở đây. Lỗi nhập lớp bê tông bảo vệ, vui lòng nhập lớp bê tông bảo vệ lớn hơn 1 cm. Ok. Rồi chúng ta thử ha, chúng ta nhập số 1, enter.
Đây, lỗi nhập lớp bê tông bảo vệ, vui lòng nhập lớp bê tông bảo vệ lớn hơn 1 cm. Được sai, nhập lại. Rồi, ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã học được cái chức năng data validation relation này. À, cái chức năng này cũng khá là hay và áp dụng cho chúng ta. À, nhất là các bạn làm những cái thao tác về dữ liệu mà cần chính xác á, thì nên sử dụng cái chức năng validation này. Thì tôi giải thích một số cái từ ở trong cái bảng này một tí. Thì data validation này, khi các bạn click vào đây, ở cái bảng setting này trước, cài đặt này trước, thì đầu tiên này any value này thì nó là tất cả các giá trị. À, còn cái whole number là tất cả cái số nguyên. Đó. Decimal này là số có dấu phẩy, số thật. List này là mình tạo danh sách đó. Date này là ngày tháng năm. Ví dụ như chúng ta sẽ tạo những cái bảng tên học sinh, nhân viên có ngày tháng năm thì chúng ta sẽ sử dụng cái date này. Time này thời gian. Length này là độ dài chuỗi. Custom này là có thể tùy chọn. Đó, tùy chọn theo công thức gì đó. Rồi khi chúng ta nhấn whole number này thì nó ở cái mục data là nó còn một số cái nữa là between này là cái giá trị nằm giữa ở khoảng nhỏ nhất minimum và lớn nhất là maximum. Not between là giá trị nằm ngoài. Nó ngược lại với between này. Equal to này là bằng giá trị được nhập vào, bằng chính giá trị được nhập vào đó. Not equal to này là không bằng giá trị được nhập vào. Cái này lớn hơn hồi nãy chúng ta mới vừa học. Less than này nhỏ hơn. Greater than or equal to này là lớn hơn bằng giá trị được nhập vào. Less than or equal to là nhỏ hơn hoặc bằng giá trị được nhập vào. À, ví dụ như chúng ta chọn cái thằng này, chọn chính thằng hai này, không có cho nhập 1.5 vào cái ô này thì chúng ta chọn thằng greater than or equal to này và chúng ta chọn số 2. Số 2 thì được. 1.5 thì không được. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng ở ở đây. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục với những tính năng của Excel. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công.